Xin chào các bạn, Thắng Giò xin chào các bạn, xin chào 500 anh em, những người yêu thích cây bonsai của Thắng Giò. Hôm nay Thắng Giò lên rất nhiều clip để một tháng tới là Thắng Giò đi làm cây cảnh ở Thiên Hạ, cho nên là không có thời gian ở nhà đi mua đá cho họ và đi làm cây cảnh. Bởi vậy Thắng Giò đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu, hôm nay lên rất nhiều clip để cho các bạn tha hồ xem, nắm bắt và học hỏi những cái kỹ thuật mà Thắng Giò truyền tải. Ở đây trước khi vào đây thì nó nhiều công việc khác nhau. Tôi đầu tiên là tôi giới thiệu với các bạn một cái cây, nó gọi là cây xì gừa búp đỏ bám vào hòn đá nén dưa. Đến bây giờ là nó tầm được khoảng 1 năm. Và hôm nay tôi sẽ cắt nó 7-8 cân đấy các bạn nhé. Cây nén dưa, các bạn nào xem của tôi từ năm ngoái thì nó đây. Để thế này thì lều nghều lào ngào, nó xấu, nhưng phải cắt nhé, vì hòn đá nó bé. Thì tạo hình nghệ thuật bốn như quanh đây nó cũng phải bé, chứ để nó to bằng ngón tay là hơi khập khiễng các bạn nhé. Ví dụ thân bằng ngón tay thì cắt đi là rất dở. Hòn đá bé thì tất cả chi tiết trên cây đó bám vào đó cũng bé. Bởi vậy bây giờ tuy là chưa phải là mùa cắt, nhưng tôi vẫn cứ phải cắt. Mà tôi có cách để che cho nó. Nắng lắm, ở trên này là 40-45 độ đấy nhá. Luộc trứng bằng cát được đấy nhá các bạn nhá. Những cái thứ này các bạn nhá, đừng để dâu ria thừa này, đừng để là nó ăn tắt luôn ở đây ra, nó không ăn ở dưới này lên nữa, cho nên là gốc rễ sẽ không được to. Đấy, các bạn phải chú ý nhặt nhạnh những thứ này. Và cái này thì đơn giản thôi, tôi cắt cái mấy nhát thôi là xong. Đến khi ra tôi sẽ uốn tạo hình nghệ thuật. Đây là dao cạo, chỉ có Thắng Giò nhé, chỉ có Thắng Giò mới do cái dùng cây mili, dụng cụ cũng mili. Thắng Giò phải chỉ cắt đây thôi nhé, nó ra nhiều mầm thì những cái mầm ngoài người ta lấy các bạn nhé. Vết cắt rất ngọt, càng ngọt bao nhiêu thì nó không dập, thì nó nhanh ra. Thế thôi nhé, không có gì đâu mà bonsai băm đá, đừng hỏi nó là dáng nọ thế kia, dáng nọ thế kia là không có bạn nhé. Alo. Dạ vâng. Dạ không còn đó ạ. Không còn. Hết rồi. Như thế này là xong các bạn nhé. Nó ra cái là tùm tôi sẽ làm tán ở đây. Từ giờ đến cuối năm là cái này chơi được nhé. Từ giờ đến cuối năm mới là hơn 1 năm. Chỉ là hơn 1 năm thôi là cái này lên rồi. À tôi quên, tôi chưa cầm tay, tôi nhấc cái cây này lên cho các bạn xem nhỉ. Đây này, bây giờ tôi cầm tay, tôi nhấc một tay lên cho các bạn xem nhé. Không có lại bảo rằng là cây của tôi nó không chặt. Này, đây này. Đấy, nó cầm nó ngắn rồi, tôi không cầm được. Đấy, 1 năm rời, cầm một tay nhấc lên được cả đá, cả chậu. Mà 7-8 cân đi nhé, đừng không bé đâu, đá mà. Xong một cây nhé các bạn nhé. Có một bạn... Có một bạn thì tôi không biết là cái thần kinh của bạn ấy nó làm sao. Bạn bảo cây của ông thường thôi, nó phải cổ kỳ mỹ kim. Rồi đất ơi, cổ kỳ mỹ văn. Cổ kỳ mỹ văn. Một cái đầu của một con vẹt. Một cái bộ não ở trong đó là toàn cái là đậu phụ thôi. Nó như thế này.
mẩu hoa giấy vứt đi, cắm xuống đất nó như thế này. Sau vài tháng cho vào đá và vài ba tháng nữa nó ra hoa và cứ thế để được chơi. Chơi kênh của tháng giò truyền tải là những cái cây không đồng, chứ không phải cái cây 5-70 triệu, 100 triệu, xong là xù xì biếu triệu văn hóa rồi nhá, cổ kỳ mỹ kim rồi nhá. Đây, 1.000 người đến đây thì 1.000 người công nhận là đẹp. Người ta công nhận là đẹp là đã đủ lắm rồi, đã thành công của một người nghệ nhân rồi. Không đủ mọi yếu tố trình độ không làm được cây này các bạn nhé. Rất đơn giản, không phải cây tiền tỷ đâu, nhưng mà không đầy đủ mọi yếu tố không làm nổi cây như này. Mà tôi làm từ đầu các bạn biết rồi, nó bé tí, nó bằng cái này này, này. Thế này mà cổ này, kỳ mỹ văn, mỹ văn ở đâu? Đúng là một con vẹt. Người ta chắc là bạn ấy đi chơi những cái vườn cây tiền tỷ, người ta bảo phải cổ kỳ mỹ văn. Thế là bạn ấy cứ sao chép cái câu ấy là gặp cây nào của nhà ai cũng bảo phải cổ kỳ mỹ văn. Đáng lẽ thì tôi cũng không để cho bạn mở mang ở đâu, nhưng mà tính tôi nó vậy, nóng này thẳng thắn, mà tôi cũng muốn cho bạn không ngu nữa, để lần sau đi ra chỗ khác nói năng nó có từ tốn chừng mực, để người ta khỏi chê ghét mình. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi đây mà người ta còn chưa bảo là già. Thế đấy là cổ 50-60 tuổi đã lên cụ chưa? Hay là bây giờ mãi rồi mới thấy 30 tuổi, mới 25 tuổi mà chưa già? Thế là cổ là bạn phải bỏ ra ngoài nhé. Kỳ tức là kỳ quái. Bạn là người, bạn có tài giỏi như là Hoàng Nhật Nam chưa? Tài giỏi như là Lý Tiểu Long chưa? Hay là chặt một cái là 10 hòn gạch gãy? Đấy là kỳ đấy. Kỳ lạ đấy. Kỳ duyên hoặc là kỳ nọ kỳ kia, tức là hơn người, khác người. Hai cái thứ bạn có không? Mỹ, Mỹ là đẹp phải không? Ừ, đẹp. Bạn đẹp cái gì? Cao 1m78, nặng 80 cân, giống như Bách Khâm chưa? Có phải không? Đẹp như người mẫu chưa? Đấy là Mỹ. Thế thì văn, nói để cho bạn mở mang đầu óc thôi nhé, để lần sau mà đi tìm nhìn cái khác thì đừng bỏ bốn cái câu vẹt ra. Cổ kỳ mỹ văn gì? Văn ở đây nó có một phần rất nhỏ ở trong cái từ Mỹ, nhưng còn lại chính của văn là thái độ ứng xử của người đó với cây ấy, với cái sản phẩm của họ ấy. Lúc đầu ra chợ mua cái cây nó đẹp, mang về thấy quả hoa rũ rĩ ra, mang về để mấy ngày thấy chán, vứt vào xó nhà, xó vườn. Rêu phong rồi thì cỏ cây tùm lên, chẳng đâu vào đâu cả. Cây thì ngả nghiêng méo xẹo, xong rồi chuột bọ linh tinh trèo lên. Đấy là văn nhá, chứ không phải là văn hóa cao. Bởi vì không phải là văn hóa cao mới làm được cây cảnh đẹp đâu. Bạn thử hỏi xem là bao nhiêu những người nghệ nhân là văn hóa cao. Bạn đã trình độ đại học chưa, đã giáo sư, tiến sĩ chưa? Đã như được như Ngô Bảo Châu kia mà văn, đấy không phải là văn đâu nhé, bạn đừng có nhầm. Văn ở đây là văn hóa ứng xử. Mọi người rất nhầm ở cái chỗ là cây cảnh này có văn, là không phải. Nó đẹp, anh đã đầy đủ mọi yếu tố trình độ, anh làm ra cái cảnh đẹp đã là xong rồi. Thế thì cái đẹp là cái mà con người ta phải phấn đấu suốt đời để làm ra một cây cảnh đẹp. Bây giờ nó như thế này, bạn bảo nó vứt đi, người ta làm cái cảnh người ta vứt đi còn đẹp hơn cái này nhiều. Đây đâu ra là cổ, tức là già. Già phải có 5 tháng đây này, để thế này này, mười mấy năm rồi còn chưa già đây này. Nhưng mà con người ta chỉ cần đạt được mỗi cái đẹp thôi, già thì sẽ 5 tháng nó sẽ già cho. Bạn biết không, như thế này mà đặt ở bàn trà ngắm có sướng không? Nếu bạn là người không văn hóa thì tôi không nói, nhưng tôi dạy cho bạn biết. Văn hóa ứng xử. Cây này mà lại bảo cổ kỳ mỹ kim à? Mỹ văn à? Đẹp thôi nhá. Đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ nó có mấy tháng? Rồi đất ơi, kênh của Thắng Giò là kênh không đồng của những người về hưu ít tiền, nhưng mà yêu thích cây nhỏ nhẹ xinh xinh như thế này. Và cây của cây của sinh viên, tức là tiền sinh viên. Cái clip này thì nó hơi dài, nhưng phải nói để cho mở mang đầu óc ra, chứ anh nghe tôi không nói năng gì đâu, cho bạn ngu mãi. Nhưng tôi không muốn cho bạn ngu nữa. Tôi không muốn cho bạn ngu nữa. Bạn biết không, cái này nó như nào không? Cái này là cái gì không? Không nói thì nhiều người không biết. Nó là vọng cách lá nhỏ. Nó nằm ở cái hòn đá này nó khoảng 4-5 năm rồi. Cái sản phẩm này nó không có nhiều bạn nhé.
bạn đi mòn gót cả cái đất nước này, những sản phẩm như thế này na ná giống giống như là không có đâu nhé. Vừa là cây mili lá kim, vừa là mà bám hòn đá rất xinh, vừa là xù xì biếu sẹo già nua cũ kỹ, gì phải cổ kỳ mỹ kim ở đây. Hỏi bác ơi, cây này có đẹp không, cây này bao nhiêu tiền và cây này nó như thế nào, dáng gì, thì bạn chỉ cần nói là bác xem nó đẹp chưa, người ta bảo ờ đẹp rồi, đây tất cả tổng hợp nó nằm cái chữ đẹp vậy đấy. Đừng có đòi hỏi như là già nua cũ kỹ, xù xì biếu sẹo dáng nọ thế kia. Đó, một cái mẩu vứt đi nhé, cái mẩu nó bằng này này, tôi cắm xuống đất 3 tháng sau tôi có thấy còn đá thấm thủy tôi cho nó vào đây, bạn nhìn cho nó kỹ nhé, để nó sau mà ăn nói làm sao mà cho nó, người ta gọi là không nói thì người ta không bảo mình câm, không nghe và không mắt không nhìn thì người ta không bảo mình điếc với mù bạn nhé. Không bảo đâu, bạn sắm xe ô tô mà đổ đầy xăng bạn đi dọc cái đất nước Việt Nam này, bạn đi tìm những cây cổ kỳ mỹ kim, cổ kỳ mỹ văn, xin lỗi, cổ kỳ mỹ văn, đầy đủ cổ kỳ mỹ văn đây. Đó, đầu tiên thì nó thế này, đây đầu tiên nó thế này, các bạn từng xem tôi rồi, thế thì tôi cho nó vào đá, một năm sau nó như thế này, còn gì để nói với nữa không? Bạn nào bảo còn có ý kiến gì chê bai này nữa thì người ấy nó không phải là người nhá, mà nó là ngợm. Thắng dò nói thẳng, chê cái này chẳng ra gì cả, non chẹt chẳng ra hình dáng thế gì, là cái là ngợm, không phải là người. Đi tìm cả cái đất nước Việt Nam này, với tốc độ này, với thời gian này, với cây này, được như thế này, thắng dò đâm đầu xong chết ngay. Nói thẳng như thế để cho mở mắt ra. Một năm động được 1 triệu à, đứng xa mà nhìn. Đấy là cắt đi đấy, chứ không cắt ra. Từ giờ đến cuối năm cầm đây này, xách cả cái chậu lên, 10 cân đấy. Thắng làm ra rồi, mà thắng còn chưa tin lắm đâu là mình làm sao lại ra những sản phẩm đẹp như thế. Đây là những cái người mà tôi đang nói, những cái người mà coi là nửa người nửa ngợm nhé. Bộ não bị khuyết tật nhé. Còn những cái người bạn mà fan của tôi ấy, fan mộ của tôi ấy, thì tôi rất trân trọng, rất quý nhé. Các bạn hãy nhìn xem tất cả những cái việc làm của tôi là đều truyền tải cho các bạn đến nơi đến chốn. Phong cách của tôi là cực lạ. Cả cái đất nước Việt Nam này có rất nhiều người làm cây bông lá mili, nhưng thắng dò là đặc biệt nhất nhé. Thắng dò là đặc biệt nhất. Kênh này là kênh đặc biệt nhé, không giống ai đâu. Cứ thử có người làm, ơi tôi cũng có người làm như bác, nhanh hơn bác, bằng bác. Mang lên đây, tôi bỏ nghề này, tuyên bố bỏ nghề luôn. Và chỉ có chăm sóc cây này rồi bán cho hết. Cây sung này nó có nhiều quả lắm mình nhé. Từ đầu năm giờ là 2 lần này. Tháng trước đã vặt đi rồi, giờ nó lại lên. Sung trên chậu có quả. Tiếp chưa? Quả nó tận ngọn. Đây, cây này vặt hết rồi. Bây giờ quả lại như thế này. Bạn nhìn này, quả rũ rĩ dù gì. Tháng trước cho xem rồi, vặt rồi, hết rồi. Giờ lại ra. Tiếp chưa? Đấy, cây sung bé tí, còn cây sung mẹ là vặt hết rồi.